Okay, we all start, huh? Ok. Hello, Leo. Hi Morning, happy Friday nha. Hà. Friday, second Friday during the second Friday của cái gọi là Tết Covid năm thứ ba, thứ hai gì đây. Hà, thứ hai rồi. Nhưng mà Nó thứ ba nữa. Leo rất là nhiều cho cái chấp nhận cái của Hà đó, cho cái meeting hôm nay. Bởi vì quanh mình thì mình thấy đó, rất là nhiều người họ đang bị chật vật về cái Covid đó. Cuộc sống của họ thì mà Hà nghĩ là trong những gì mà mình có thể làm được thì mình làm thôi, thì Hà mới invite vô và nhiều anh chị khác để mình share những câu chuyện. Và thông qua những câu chuyện của mình thì hy vọng nó sẽ giúp cho người khác có một chút gì đó spark lên vui trong một cái ngày của họ, có một cái gì đó hope và motivation ha. Ok, Thì hy vọng Hà sẽ giúp được. chưa Hà 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 quen Leo rất là lâu rồi, bây giờ là cũng là 10 rồi đó. Ngày hôm nay là officially là 10 năm của Hà về Việt Nam nè đó. Và Long những cái time câu chuyện của Leo mà trong cái nghề nghiệp đó là một cái I know ha, thì nó là một inspiring story, cho nên Hà muốn Leo share một biết về bản thân của mình ha, và những cái job mà Leo đã làm qua được không? Ok. Rồi cảm ơn Hà ha, thì cũng rất là vui góp một chút xíu sức vô cái gọi là cái nỗ lực này của Hà. Thì mình cũng cái này chắc là cũng là một cái buổi casual talk thôi, mình cũng trao đổi rất là bình thường thôi. Nhưng mà để các bạn cũng nắm được là cái background của mình chút xíu thì yêu xin phép được giới thiệu tí ha. Thì tên tiếng Việt của mình là Mai Hùng. Thì hay gọi là mình là Leo. Các bên công ty thì cũng hay gọi là mình là Leo. Là dùng cái chữ Leo cho nó gọi là thân thiện ha. Thì mình làm nhân sự từ 2005 tới bây giờ thì cũng là 16 năm. Có nghĩa là ra trường xong phải là mình đi làm nhân sự luôn. Thì bắt đầu là công việc liên quan tới tuyển dụng rồi tới talent management, quản lý nhân tài, rồi mình cũng thật ra trong vòng 16 năm đó thì gần như là hơn 11 năm là mình làm bên tuyển dụng và staffing. Sau đó thì mình chuyển qua làm bên gọi là đối tác nhân sự chiến lược SPP, bắt đầu với Bayer và bây giờ hiện tại đang là SPP của Elanco. Thì trong trong cái thời gian đó thì thuần túy là một người hoàn toàn là nhân sự, cũng chưa làm một cái role nào khác cả. Okay. Sau 16 năm làm nhân sự thì Leo cảm giác cái job này nó cho Leo những cái gì mà gọi là Leo cảm thấy yêu thích nó. 16 năm mình thấy là Leo vẫn rất là năng lượng trong cái công việc này, rất là enjoy everyday working đấy. Thì Hùng nghĩ là Leo nghĩ là cái công việc này nó giống như là một cái duyên á. Thì đôi khi mình cũng hay nói với các bạn nhân viên hoặc là các bạn ứng viên mà mình gặp, thì cái công việc nó là cái duyên. Cũng bắt lại một chút xíu là cái thời điểm mà Hùng mới ra trường, Leo mới ra trường thì mình cũng không có định hướng là mình sẽ làm nhân sự liền đâu. Lúc đó cũng rất là confused, cũng không biết là mình làm gì cho nó tốt. Nhưng mà có một cái cơ hội được đi thực tập trong cái mảng tuyển dụng của bên British American Tobacco, thì từ đó là coi như là dính luôn tới giờ. Và 16 năm qua đó thì nó cũng khá là nhiều các cái trải nghiệm. Nhưng mà Hùng nghĩ cái mà giữ mình lâu nhất với cái nghề đó là cái mà nói chung thì cái câu này khá là cliché và khá là general, là bởi vì là nhân sự thì nó làm với con người mà, thì không có ai giống mình hết. Ông mà mình có là 9 người thì 10 ý, mỗi người đều khác nhau, cho nên là cái công việc mỗi ngày nó gần giống như là không có lặp lại. Gọi là cái thách thức hoặc là những cái excitement, những cái vui buồn gì đó nó đều khác nhau mỗi ngày hết trơn. Thành thử ra là cái đó Hùng nghĩ là cái lý do chính để mà mình làm cái ngành như tới bây giờ. Thứ hai là cái này thì nó hơi nội tại về phía của Leo nhiều hơn, đó là cái motivation, cái động lực bản thân đó, là mình cũng thích nhìn thấy người khác được phát triển, cái điểm mạnh này kia. Thì cái nghề nhân sự thì cho mình cơ hội đó. Nghĩa là mỗi ngày thì mình đều thấy cái đóng góp của mình cho mỗi cá nhân trong tổ chức được có một cái kết quả gì đấy. Nó có thể là kết quả immediately, có thể là nhìn thấy liền, nhưng cũng có thể là những cái kết quả nó dài hơi hơn.
nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn liên quan tới chuyện là bản thân của người đó họ có thể phát triển trong nghề nghiệp, họ đạt được những thành công nhất định và họ cũng vui với những cái họ đạt. Thì khi mà họ mình thấy họ vui thì mình cũng vui. À, good, cảm ơn Hồng Sa ha, cảm ơn Leo sharing ha. Thì giống như Leo anh nhìn thấy đang một cái passion của Leo là muốn nhìn thấy people họ phát triển đúng không? Thì trong một cái individual để phát triển và successfully nó có rất là nhiều cái skill set ấy, mà để mà họ có thể successful thì Leo thấy là đa phần là những cái skill set mà quan trọng là những cái gì ha? Có thể chia sẻ cho tụi bên bên Hà và các bạn này. Thật ra thì cái gọi là cái skill set thì nó có rất là nhiều cái thay đổi từ cái thời điểm 2005 tới bây giờ. Nó sẽ có những cái giai đoạn nó tập trung vô một cái nhóm skill set nhất định, sau đó thì nó thay đổi. Ví dụ giống như là cái thời điểm lúc mà Hùng mới làm, Leo mới đi làm á, thì Leo thấy là cái trend thời điểm đó là mọi người nói về cái leadership rất là nhiều. Leadership ở đây là nói về cái lãnh đạo cá nhân, kỹ năng lãnh đạo nhóm này nọ. Và cái thời điểm đó thì bởi vì là mình tuyển dụng cho các bạn management trainee nữa, cho nên là cái yếu tố liên quan tới leadership nó là một cái gì đó nó gần giống như là cái trend. Nhưng mà sau đó thì khoảng chừng 3-4 năm sau thì cái leadership nó đi sâu xuống một bước nữa, thì nó nói về cái gọi là cái đối với người mà làm lãnh đạo hoặc là quản lý thì nó lại nói về một cái trend, đó là về cái EQ, về cái emotional. Và gần đây nhất khoảng chừng nghĩ khoảng chừng 4-5 năm gần đây á, thì hay nghe cái từ là VUCA đó, cherry rồi rồi đó thứ, có nghĩa là môi trường thay đổi rất là nhiều đó. Thì cái agility nó come up, có nghĩa là cái khả năng mà mình có thể ứng biến được, cái khả năng mà mình có thể là đáp ứng được với những cái thay đổi, change management nó lại là một cái trend khác. Tất nhiên là cái này là Hùng đang nói về những cái kỹ năng mà nhất là chung chung, còn bên cạnh đó thì cái kỹ năng chuyên môn của từng thì nó vẫn là cái core. Các bạn bên finance kỹ năng finance, các bạn bên sales thì phải cần kỹ năng, cái đó thì chắc chắn rồi, cái phần cứng thì mình không thể, nhưng mà cái phần mềm á, cái phần những cái mà liên quan soft skill interpersonal thì nó thay đổi khá là nhiều. Thì recently cũng thấy là những người nào mà cái agility họ tốt, cái gọi là những cái khả năng mà ứng biến với lại thay đổi, khả năng mà quản lý cái sự thay đổi từ cái phía môi trường mà họ làm được tốt thì họ sẽ thành công nhiều hơn. Còn những bạn nào mà bị rigid, có nghĩa là bị hơi bị cứng nhắc đó, mà phản ứng lại trên nó chậm hơn đó, thì sẽ bị struggle nhiều hơn. Thì cái đó là cái mình thấy được. Cái trend đúng là thấy là cái trend của agility nó không có chỉ là cái trend của cách đây mấy năm hiện tại đâu, mà rất là nhiều năm gần đây á, thì nó từ cái việc là trong cái work nó cũng là agility, trong cái life của mình bây giờ mình cũng là agility á. Last night là training về mental agility để mà làm sao mà adapt to thrive á, cũng là những cái mà tôi hay cảm giác là nó influence life á. Thì ở cái role của mình đó, Leo nó có rất là nhiều thứ mình có thể make an impact đúng không? Thì là Leo nghĩ là ví dụ ở cái vị trí mà leader hay là company thì mình có thể làm được những cái gì để help people build được cái mình agility mentality ha, hay là để là họ có thể be successful under cái leadership của mình để mà grow cái career path của họ, grow cái life của họ đó. Thì Hùng nghĩ là mình cũng không thể nào mà nói được hết tất cả các cái tổ chức, nhưng mà qua những cái tổ chức mà Hùng đã từng làm á, thì cái quan trọng nhất đối với các tổ chức bây giờ đó là làm sao để mà balance được cái chuyện là mình focus vô cái business result, có nghĩa là về doanh số rồi market share này đó thứ, thì cái người mà quản lý của công ty cũng phải tập trung vào cái chuyện là equip cho nhân viên những cái liên quan tới phần change management, và những cái liên quan tới cái là cái willingness to adapt, có nghĩa là cái khả năng họ có thể adapt được với cái change. Given đó là thật ra là bây giờ không có một cái tổ chức nào có thể tự tin nói rằng là chả có gì thay đổi với tôi cả, tôi rất là ổn định. Cái đó bây giờ nó không còn nữa. Cái ổn duy nhất bây giờ đó là change. The only thing consistent now is change. Ở đâu cũng sẽ thay đổi, thế không có thể nào nói là công việc của bạn nó sẽ ổn định rồi cái môi trường làm việc nó sẽ ổn định, không không chỗ nào có thể tự tin nói như vậy. Thì
Qua cái gọi là cái gọi là cái trải nghiệm của Hùng với lại một số công ty gần đây á, thì thấy là dàn ban giám đốc cũng như là senior leadership họ phải ba lần giữa cái chuyện là push được cái business result. Cái đó là cái phần gọi là hardcore, cái phần mà phục tướng, cái phần mà gọi là nó hơi khô khan, số má này nọ thứ. Bên cạnh đó họ cũng phải manage được cái chuyện là sao mà hỗ trợ được nhân viên trong cái thay đổi. Thì không lấy ví dụ như là cái thời điểm mà hiện tại mình đang đi, thì cái yêu cầu từ phía giám đốc xuống cho tất cả các cái leader, ngay cả là first line hay là senior leader, thì cái đầu tiên hết được yêu cầu đó là phải làm sao engage, phải làm sao connect được virtually với lại team members. Cái thời điểm mà mình phải work from home đúng không, rồi cái thời điểm là không có được lên văn phòng, rồi các bạn ở ngoài field họ không có gặp được khách hàng, rồi nhiều khi họ cũng bị struggle, thì mình không thể nào mà để anyone behind, có nghĩa là không có ai được được bỏ lại đằng sau, hoặc là bị quên á, thì họ bị, giống như struggle một mình, họ bị phải chịu đựng những cái áp lực cả về công việc, cuộc sống nó đơn độc. Thì cái đó là cái mà mỗi người làm manager hoặc là mỗi người ở vai trò lãnh đạo phải phải thật sự là phải put more effort, có nghĩa là phải cố gắng nhiều hơn. Thì cái đó là cái gọi là mình kêu gọi là như vậy, nhưng mà thật ra để mà put into action, có nghĩa là thực hiện được nó đó, thì bây giờ là cái thời điểm mà cái việc mà virtual meeting hoặc là video call nó even more important. Đôi khi hồi xưa ví dụ giống như là mình đi họp mỗi tháng một lần, gọi là team meeting chẳng hạn, thì bây giờ nó phải có cái gọi là weekly hurdle, tuần là phải gặp nhanh một lần để mà có thể là hỏi han, giống như là nhiều khi mình cũng chả nói gì về công việc đó, mình chỉ hỏi là em thấy làm sao, dạo này cũng sức khỏe làm sao, gia đình có gì khó khăn không, đó là mình sẽ hỏi những cái câu mà nó ngoài công việc nhiều hơn. Và tất nhiên là Personal touch nhiều hơn hả? yes, cái đó có nghĩa là mình gọi là people connected, nó phải connect nhiều hơn. Để mà thứ nhất là để mà team member, nhân viên họ cảm thấy là manager vẫn ở đây, leadership vẫn ở đây để hỗ trợ mình không phải chịu đựng những cái này một mình, và mình share những cái concern, những cái khó khăn với người khác. Đôi khi là có những chuyện là cũng share được với vợ chồng hoặc là người nhà, nhưng mà họ tin tưởng được với cái người manager thì họ sẽ chia sẻ với người manager, và từ đó thì mình cũng sẽ biết được rằng là đâu sẽ là cái opportunity, cái cơ hội để mà phía công ty mình có thể intervene tốt hơn. Thì cái đó là về cái gọi là cái platform. Còn tất nhiên là trước đó nữa, ví dụ như là 1 2 năm trước thì mình cũng đã phải equip những cái kiến thức nền về change management, rồi về adaptability, về change curve thứ. Thì somehow là nó sẽ đi song song về cái chuyện là tất cả mọi người trong tổ chức cần phải aware về cái change management framework, và bên cạnh từ phía manager cũng sẽ hỗ trợ những cái liên quan tới people connect như hồi nãy giờ ông nói. Còn thêm một cái nữa thì nó cũng mới recently launch thôi, và Hùng nghĩ cái này cũng cũng có nhiều công ty họ sử dụng rồi, nhưng mà về phía của công ty mình đó, thì cái chương trình gọi là hỗ trợ nhân viên đó, Employee Assistance Program, cũng mới được launch globally. Thì cái đó có thể là trước khi mà Covid xảy ra thì mọi người sẽ nghĩ rằng là ok, nó cũng không có cần thiết lắm đâu, bởi vì dù gì thì cần thì vẫn có thể gặp mặt được, dù gì thì cũng có đồng nghiệp, cũng có manager ở đây. Nhưng mà với cái huống hiện tại là nó virtually và nó không có face to face nhiều được, thì có một cái channel để mà hỗ trợ nhân viên trong cái chuyện là khi mà họ cần những cái advice liên quan tới tâm lý, hoặc là ngay cả là những cái posting, thì cũng có một cái kênh mà họ reach out, get help. Thì nói vậy không có nghĩa là Hùng nghĩ là tất cả công ty đều phải có cái đó, thì không phải, mà Hùng chia sẻ là về phía của Elanco thì mình mới có cái đó, thì là một cái kênh nó khá là tốt, nó khá là hợp thời điểm mà hỗ trợ tất cả thành viên cũng. Wow.
Thank you. Hà thấy là ở cái việc cảm ơn Hùng rất là nhiều đấy. Bây giờ những cái initiative mình làm thì mình làm ví dụ như là equip people về change đúng không? Across những cái team của mình để đem cái leadership họ sẽ push vào cái gọi là tạo ra những cái connection để make people feel that họ được care, để họ được treated well, rồi cái assistance program để họ được có những cái release cái feelings của họ với lại lại có thể là third party hay là có thể whoever mình don't know, nhưng mà là những cái business partner với lại Lanco để help họ có thể get balance trong những cái change của thời điểm hiện tại đúng không? Thì well giống như như Leo nói là change là inevitable đúng không? Nó là the only thing mà consistent. Thì và Hà nghĩ là cái ở càng Lego cái corporate ladder thì cái work của mình nó chỉ có càng increase cái scope, cái responsibility, cái time mình cần nó càng bóng lại trong cái việc mà để mà take care of personal life ấy. Thì làm sao để mà Leo có thể balance được cái feeling của mình để lúc nào mình có thể gọi là có lúc nào energy á để có thể contribute continue contributions của mình hết. Leo có thể advice Hà và các bạn được không? Đặc biệt nha. Bình thường là Hà thấy là Leo hay hay using travel là một cái mà bây giờ cái COVID time mình không có travel được nữa, thì cái đó nó càng cần phải balance nó như thế nào để hay interest tự nhiên nếu Cái thật ra thì Hùng nghĩ là đối với các cái tổ chức á, thì cái một trong những expectation đối với leader hiện tại đó là cái visibility. Thì tất nhiên là mình không có nói là các bạn manager hoặc leader phải put vào trong cái KPI của các bạn là các bạn phải visibility như thế nào, nhưng mà nó sẽ more về cái chuyện là mình làm sao mình giải thích để cho các bạn hiểu rằng là nếu như trong thời điểm này các bạn không visible với lại team member thì nó sẽ có những cái gọi là cái losing opportunity nào. Ví dụ giống như là mình chỉ focus vào business thôi, mình là cái report thôi và con số thôi, và đôi khi mình không có care về cái phần personal life á, thì gọi là cái motivation cũng như cái mức độ engagement của team member họ sẽ bị impact ra làm sao. Thì trong những cái buổi mà họp leadership team hoặc là những cái trao đổi one on one với các people manager thì về phía Leo luôn luôn nhấn đi nhấn lại cái gọi là cái tầm quan trọng của visibility. Có những thật sự đó, là có những người manager họ bởi vì cái tính cách của họ thôi chứ họ cũng có cái gọi là cái ý gì cả, nhưng mà họ không có quen là họ hỏi câu hỏi liên quan tới cá nhân. Mình cũng sẽ phải raise lên cho họ thấy rằng là dù gì thì kiểu gì thì kiểu, mặc dù mình nói là mình phải manage công việc nó professionally, nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại á, nếu như mà mình không có touch vô những cái personal things á, thì cái gọi là cái connection, cái trust level nó sẽ càng ngày nó càng bị giảm đi. Và mình cũng cũng ghi một số advice cho các cái bạn manager mà họ họ thiếu cái gọi là cái personal touch á, là họ approach như thế nào. Tất nhiên là nhiều người họ chưa quen mà, nên là họ sẽ đi theo một cái hướng nó hơi bị kiên cường hoặc là nó không có tự nhiên á, thì mình sẽ cho họ một số cái tip là họ có làm sao. Đơn giản một câu thôi, thì thật ra là bây giờ ở đâu thì cái chuyện COVID nó cũng là cái topic chung hết trơn. Không có một ai gọi như là safe trong thời điểm này COVID hết, thì cái bạn mà họ không có quen với cái gọi là cái personal talk á, thì họ chỉ cần tap vào một cái common topic đó là COVID situation, hoặc là cái khu vực nhà em COVID làm sao, lâu nay thấy chợ búa thấy nó cũng khó khăn quá, thì bên bên nhà em có bản thân em rồi gia đình em có bị ảnh hưởng gì về COVID không, thì những cái câu hỏi mà mở đầu như vậy á, thì nó sẽ giúp cho cái conversation nó tốt hơn. Thật ra thì cái mà Hùng nghĩ đó là cái vì với môi trường của Elanco thì Hùng nghĩ là mọi người cũng rất là human, mọi người cũng rất là people focused, cho nên là cái việc này nó cũng không có quá khó khăn. Chỉ có một cái là bây giờ mình thay đổi cái guồng. Đôi khi đặc biệt là những bạn bên mảng kinh doanh đó, cái guồng của họ là họ đầu tiên hết họ có những nghĩ về sale, về number này nọ thứ. Mình phải change lại cái approach chút xíu để mà họ không có chỉ nói về cái số.
Như là cái vừa rồi đây thì bên mình có một cái leadership meeting á, thì sau khi mà review cái thông thường cái agenda ha, thì mình sẽ go với business review, sau đó là những cái topic liên quan tới business. Nhưng mà bởi vì cái tình hình của thành phố Hồ Chí Minh rồi là ở một số địa phương mà bên mình có hoạt động á, cái COVID nó cũng rất diễn ra rất là khó lường, cho nên là anh tổng giám đốc anh mới nói là kế okay, khoan nói về business, mình nói về cái people trước đi, coi thử là cái việc COVID nó ảnh hưởng nè. Thì anh tổng giám đốc cũng phải cái lead, anh cũng phải lead back em, và cái đó nó không chỉ riêng là cái việc của nhân sự, và cái đó thật sự là Hùng cũng rất là appreciate ảnh là trong cái chuyện là anh bring cái topic về people trước. Và thật ra thì spend tới gần 20 phút nói về chuyện đó luôn, trong khi đó cái leadership meeting có 2 tiếng đồng hồ thôi đó, thì mình cũng cũng khá là happy với cái mindset là như vậy. Tất nhiên là nếu như mà gặp cái người mà tổng giám đốc mà họ không phải là như vậy, thì cái vai trò của nhân sự thì phải làm sao cho họ change cái thinking, nó sẽ hơi challenge chút xíu. Nhưng mà bởi vì mình đó thì mình biết được cái gọi là cái mức độ quan trọng của cái topic đó là như thế nào, thì mình nghĩ là bạn nhân sự nào cũng có thể convince ban giám đốc, tổng giám đốc của mình, họ có một cái mức độ gọi là focus nhất định về cái topic này. Cảm ơn Leo ha. Một last question, và cái này rất là personal question, là anh sẽ nói là your choice nha. Tại vì Hà từng thấy là ví dụ như là mọi người sẽ nhìn thấy cái Leo á, là hay là bất kể ai á, là success của mình hiện tại, nhưng mà success của hiện tại nó thường nó phải trải qua một quá trình rất là dài, những cái người sự nỗ lực phấn đấu rất là nhiều thứ khác nhau á. Thì đối với Leo thì những cái nào là những cái contributor to the success của cá nhân của Leo? Thì cái đối với cái câu hỏi này thì Hùng nghĩ là cái mà Hà nói rất là đúng, đó là không phải lúc nào mình cũng successful, to be honest. Thì tại vì mình cũng sẽ trải qua những cái thất bại nhất định trong công việc, và có những cái thất bại thì nó cũng là một cái bài học cũng khá là đau, chứ không phải là easy learning point gì cả. Nhưng mà nó có 2 yếu tố. Một á, là cái tất nhiên là cái nỗ lực của bản thân để mình vượt qua những cái failure đó, và mình lên từ cái fail đấy. Và mình cũng xem đó như là một cái cơ hội học hỏi. Cái thứ hai á, Hùng nghĩ là mình may mắn có được một cái là cái supporting system. Ở đây Hùng nói cả về phía gia đình và cả về phía network, là bạn bè của mình á, thì họ cũng sẽ là yếu tố bên ngoài, những cái gọi là cái external factor để mà hỗ trợ mình trong cái giai đoạn mà mình có thể là struggle hoặc là khó khăn. Thì Hùng có một cái câu, cái này không biết là Hùng có code đúng hay không, nhưng mà ý thường nói là cái thành công mà khi mà chia sẻ thì cái thành công nó sẽ lớn hơn, còn cái thất bại mà khi chia sẻ thì nó sẽ trở nên đơn giản hơn. Đó thì cái mà bản thân mình nghiệm ra lâu nay đó, thì cái cuối cùng vẫn là tất nhiên là mình không thể nào mình đi nhờ mọi người hết 100%, mình vẫn phải có cái nỗ lực từ phía của mình. Nhưng mà một cái phần trọng Hùng nghĩ cũng phải 40% á, trong cái thành công hay không được, do cái hỗ trợ từ phía gia đình, từ phía network của mình, và giúp mình qua được những cái khó khăn, hoặc là ngay cả là có được những cái advice, có được những cái mentoring để mà giúp cho mình có được cái định hướng là mình làm như thế nào cho nó work. Và cái bắt lại á, thì mình nghĩ là ok, chắc mình cũng rất là willing để mà mình listen to những cái advice đấy, mình rất là willing để mà mình nghe họ chia sẻ là mình làm đúng làm sai, làm cái này như thế nào từ cái perspective của họ, thì những cái đó Hùng rất là appreciate. Tức là cái success factor của Hùng là đến thứ nhất là từ cái sự nỗ lực cá nhân của mình là for sure rồi ha, nhưng mà thứ hai là Hùng rất là value cái contribution của những cái người xung quanh của Hùng đúng không? Đúng rồi, Đó là đúng những rồi. cái anh em bạn bè gia đình những người trong network của mình đã ghi Hùng advice, những sự support mà khi Hùng
Nó sẽ lead into the next question mà của, mặc dù cái này Hà nói là last question nhưng mà the next question cho Hà ha. Tức là người ta hay nói là cái giá trị của một con người, cái value của bản thân mình á, là nó sẽ bằng cái tổng worth value của năm con người mà next to mình, và mình spend time most of the time trong cái life của mình ha. Thì hơn những cái value nào Hùng sẽ pick on những cái người để mà Hùng add vào trong cái inner circle của năm như vậy? Thì cái câu này của Hà thì Hùng cũng có một cái gọi là cái câu gọi là quan điểm sống, đó là bạn sẽ được đánh giá thông qua là những người bạn mà bạn chơi chung. Đúng rồi đó. Và mình có câu là nồi nào thì úp vung nấy, hoặc là đó kiểu kiểu như vậy ha. Thì Hùng nghĩ là cái group cái cycle of network của Hùng thì nó sẽ go xung quanh ba cái yếu tố như thế này. Cái thứ nhất là nó vẫn sẽ tập trung vào những cái con người mang cái tính gọi là positive thinking. Họ có những cái suy nghĩ nó rất là tích cực. Và tích cực ở đây thì nó không phải là optimism, không phải là một cái nó mang tính chất là quá là lạc quan ha, nhưng mà tích cực theo cái hướng là cái gì cũng sẽ có cái hướng giải quyết, cái gì nó cũng sẽ có một cái solution cho nó. Có thể không phải perfect solution nhưng mà nó sẽ có solution. Cái thứ là hai, positive thinking là number one. Cái thứ hai á là những người đấy về cái gọi là cái personality thì họ phải là những người bản thân Hùng, bởi vì bản thân Hùng rất là đề cao với integrity, cho nên là cái nét Hùng thì cái integrity nó cũng là cái value thứ hai mà Hùng sẽ chọn. To be honest á, là chỉ cần thấy là bạn nào không integrity thì Hùng sẽ không chơi nữa. Bởi vì cái point đó là những bạn nào mà cái có cái tầm nhưng mà không có tâm ha, thì cuối cùng nó cũng sẽ có những cái nhất định đó. Thì cái tâm cái integrity nó vô cùng quan trọng. Và cái thứ ba thì Hùng nghĩ là cái nó sẽ có những cái điểm chung gọi là cái common interest. Interest ở đây thì mình không nói về cái gọi là cái personal favorite hay là hobby gì cả, nhưng mà mình đang nói về cái chuyện ví dụ như là trong network của Hùng thì phần lớn thì các anh chị vẫn là nhân sự, và sẽ có những anh chị làm những cái bộ phận khác, nhưng mà cuối cùng idea ở đây thì họ hướng tới một cái common goal, đó là làm sao cho cái công việc nó trở nên tốt hơn, mọi người xung quanh nó thành công hơn đó. Thì cái đó là cái ba cái yếu tố mà Hùng nghĩ là cái đó là cái gọi là, nếu như mình nói là về cái characteristic của cái cycle of network của Hùng, đó là ba yếu tố như vậy. So positive thinking, integrity với lại have một cái common interest, so something better, đúng không? Đúng rồi. Hey, something. Yes. Hôm nay Hà rất là cảm ơn Leo cho cái time mà Leo spend, cái story của Leo share có a lot ở trong đó, cũng là rất là personal, cho nên là rất là appreciate đó. Hy vọng thì trong cái câu chuyện của mình thì ở đâu đó những cái bạn mà nghe được câu chuyện này, họ sẽ cảm giác là có gì đó họ có thể rút ra được, có gì đó họ có thể learn được, có gì đó họ có thể cảm thấy motivated và something có thể gọi là slightly change cho họ là cũng là good ha. So, cảm ơn Leo rất là nhiều và I wish Leo all the best always. Cảm ơn Hà ha, thì cũng là cho Hà và các bạn always là stay safe và healthy ha, đặc biệt là trong cái giai đoạn COVID này. Sure, thank you very much. We talk soon ha. Okay, bye. Thank you.